Mèo có một điều muốn nhờ mọi người là mọi người share cái clip này giúp Mèo nha. Và nhớ là share với chế độ công khai thì Mèo mới thấy được bài viết của các bạn, Mèo mới hả tim được và cảm ơn được nha. Bây giờ thì bắt đầu thôi nào. À, chị Panda với ông Deadpool đang đứng. Ôi da. Dứt nè, dứt vô đây, vô đây, vô đây, vô đây. Vô đây nè, vô đây. Lắm dám, dám rủ em xuống rồi hả? Chị Panda đâu? Chết thắng rồi. Ê thôi. Lạnh vậy sao không tao ông, nhưng mà bà đâu quýnh lộn mà. Thì sáng ra bà rủ tôi đấu kiếm như vậy. Rủ đấu kiếm. Bà rủ bà nói nè, bà mới có táo vàng bà ăn vô bà chấp tôi á. À, tôi bà tôi chặt bà chấp tôi thấy không? Ê tôi xuống tôi chơi. Nè tôi ông đấu kiếm không? Thôi thôi mèo tôi không có đánh phụ nữ. Tao tôi đập bà Panda thôi. Nhưng mà Panda lại đó, chị không phải phụ nữ hả? Chị là cái thứ gì rồi? Chị là cái thứ gì rồi? Thôi cho đi, yêu nghiệt. Yêu nghiệt. Thôi. Thắng ơi. Thôi về nhà chơi. Ôi, vui quá. Mốt, coi cái bông của tôi mới, mặt bông mới nè, đẹp quá. Ờ, bông mới đẹp quá, ở trên kia có đống xà bần gì kìa. Đúng rồi, tôi thấy, hả, đi đống xà bần. Đó, trên đó có đống xà bần gì kìa. Ê, đống xà bần gì đẹp hả ta? Ê, biết đâu, ủa, sao cái này từ đâu rơi xuống vậy ta? Wow, một đống gì đẹp quá vậy? Sao nó nhiều màu dữ vậy ta? Ủa, kim cương bảy màu chắc kim, ừ, có cái nào là kim cương bảy màu không? Vô lấy cúp ra đào chơi. Lấy cúp ra đào, hốt, lẹ hốt, lẹ hốt. Ok, ok, ok. Wow. À, tôi trong tôi móc túi quần của tôi đây. Này chắc kim cương bảy màu quá chị Panda, nhìn đẹp quá à. Ủa chị Panda. Ờ, móc vô xài. Ui. Chị có đem theo cúp không? Đào à. Đi, mình đào đi chị Panda. Không, nè, tôi có đem nè mẹ ơi. Nè 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 nè. Nhìn đẹp chưa? Hốt ra móc túi quần cho chị cái coi. Ừ. Túi quần của hốt con cái một hả? Cho tôi với. Nè, thôi rồi, cái này chạy về nhà lấy. Của em chị Panda. Ui. Chị Panda tính giành chứ nhục nhã thì ai cho chị giành đâu nè, cho chị nè. Ủa, này nó phải kim cương nó hốt. Chứ nó là gì? Nhìn nó giống cái bật lửa đó. Nè. Cái gì màu tím ủa, vậy? Cái gì màu tím ấy nè. Của tôi lấy. Quặng lạ kìa. Ồ, emerald màu tím kìa. Emerald màu tím hả? Ủa cái này là cái gì ta? Sao nhìn giống như emerald mà không phải, nó không phải là emerald hay gì ông ơi? Ủa sao nó xuất hiện ngay trước sau nhà mình vậy? Ê, ngay? Ai biết đâu. Những cái cục giống cục hút súng mà. Ừ đúng rồi. Nó đâu giống hút súng như lại đá lửa, đá lửa đó. Đá lửa mà đẹp quá. Cái này kêu bằng gì vậy? Đá đỏ. Ừ đây giống cục đá đỏ. Mọi người thấy cái này giống đá đỏ không? Ồ đúng rồi. Nhưng mà này là đá bảy màu mấy người. Ừ, cái này để làm gì ta? Dán trà xuống đất coi. Ê, tiếng Anh nó là fairy dust là bụi tiên á. Bụi tiên. Này có phim Tinker Bell không? Tinker Bell. À biết rồi. Ê luôn. Bụi tiên á, trà trà lên mình á cái bay được á. Trà lên, trà lên, trà 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 bay, 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 bay đi, bay đi, bay đi. Không bay được rồi. Sao kỳ vậy? Không biết nữa. Hình như phải vui vẻ thì mới bay được này ơi. Vui vẻ hả? Ừ, giống như trong trong chị Peter Pan á. Vui tôi đang vui quá, tôi vui quá, tôi vui quá, tôi nằm dưới hoa nè. Ồ vui quá, phải là vui. Vui vui, bye bye bye. Rồi không bay được rồi mẹ ơi. Bye cái đầu ông chứ bye. Thôi có thịt này ăn thịt vô cho đỡ đói tí xíu à. Ê còn cái viên tím tím này là gì nè, hút coi đi. Em biết đâu, viên tím tím này là gì? Gì vậy? Này là ngọc Ethic gì đó, em biết đâu, tôi cũng không biết này làm gì hết. Ê, để tôi hỏi ông trời coi. Ông già ơi, cái này dùng để làm gì ông già? Mấy cái cục này nè. Em điều chi. Rồi, ông giải thích với tôi là cái này làm ra cái cánh là ngu. Cái cánh gì với cục này? Ơi, ông trời, cái cánh nào làm với cục này kìa, mèo hỏi ông kìa. Ừ, đúng rồi đó. Ừ, alo, rồi, được rồi, được rồi. Ông nói á, cái cánh nào chả làm với cục này cha. Nói vậy đó. Không có làm với cục này hả? Cái cánh nào mà chả làm với cục này, dĩ nhiên là cái cánh này cũng có cần cục này để làm hết á. Cánh bình thường đâu có làm với cái cục này đâu. Cánh của ổng. Ông tính tặng mình á, ông gửi tặng cho mình cái cánh này nè. Ông gửi tặng cho mình một cái công thức làm cánh. Wow. Nè, vô. Ủa, mà công thức đó đâu ạ? Ê, để lấy miếng đồ kìa. Ủa gì vậy? Đẹp quá vậy? Ê, đây, rồi xong, được rồi. Công thức đó là cái công thức làm cánh mà hổng ơi nhỉ. Thoáng thoảng qua tay tôi đó. Ờ, luôn rồi, lại là tiếp tục là gió chuyển lời của ổng với ổng phải không? Ờ, nay là tôi có linh cảm là tôi có thể nói chuyện được với ổng á mèo. Mà phải ông nói chuyện với ổng hơi nhiều á, mấy nay nó hơi nhiều luôn á. Rồi, chế tạo rồi. Cánh đi ha. Chế đầu sao? Tiên chúng ta cần vàng. Vàng? Ừ. Vàng, chị Panda có vàng không? Cho em xin vàng đi vô nhà kiếm. Vàng hả? Ê, vàng gì nè? Vàng gì nữa hả? Vàng cục á, vàng cứng á. Ừ đó kìa kìa. Cục này hả? Cục lừa vậy hả? Ừ cục đó đó, cục đó đó. Đó, để em lấy cho. Tình tình. Vậy 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 vậy. Đưa cái mặt mặt không ra. Ê mình có vàng rồi làm gì vậy? À giờ, giờ đi kiếm phụ bắt tôi giùm tôi hai con gà đi. Hai con gà. Ừ, chúng ta cần phải làm phép từ từ để tôi đi kiếm gà cho mẹ. Cánh thịt gà. Chia nhau đi kiếm đi. Làm cánh thịt gà. Em đào đâu chị với cánh thịt gà. Có ai lấy hai con gà. Lấy ai có ai lấy hai cái đùi gà xong rồi gắn lên mình làm cánh không? Sao có mình khó cho tôi vậy? Mẹ ơi. Có hai con gà đây nè mẹ ơi, sự thật rồi kìa. Ê sự thật là mình nuôi nguyên bầy gà luôn hết. Ồ vậy hả? Ừ luôn, ông không biết sao, luôn sao, sao tôi nhục quá vậy ta? Ủa nhà mình chuyển qua nuôi chuồng gà nào mèo? Tôi mới nuôi á. Ồ vậy hả? Trời cái kiếm này, trời ơi. Trời ơi, ủa mày lấy bao nhiêu cái cánh? Nói tôi nghe. Thì lấy càng nhiều lông càng tốt, lấy cánh là có lông. Ờ đúng rồi hả? Mình lấy lông gà mới làm cánh được chứ đúng không? Ờ cánh là phải có lông chứ không có lông sao cánh bay được. Cái gì mà có lông? Gà ơi cho ta lông.
dạ, nách của tôi còn có lông nữa mà. Dạ. Đi vô. Chị mà nhưng mà nó không bay được. Ê, mình không cái cánh lông nách không? Cánh lông nách của em á là em chưa đủ lông đủ cánh gì hiểu không, nên em chưa bay được. Nách em là lông nó mới ngắn lắm. Chưa dừng là chừng dài ra thiệt dài, dài tới đầu gối á. Dạ. Nó không có bay được. Mèo, móc nuôi lông nách dài tới đầu gối đang bay được nghe mèo, không cần làm cánh. Dạ, giờ mình không cần phải đó. Ủa này thịt gì vậy trời? Sao quýnh mấy con gà nó văng ra cái gì vậy nè? Cái này là thịt viscera, ai biết thịt gì đâu, tôi đói bụng quá. Tôi ăn miếng nó coi sao giờ này đói bụng quá, trời đói luôn rồi. Sao? Cánh không? Nè con gà. Rồi mèo mèo, bắt đầu nè. Mày đứng ở đây. Ê, chặt nhiều quá vậy, hồi nữa để lông quá trời lông rồi sao mà thịt hết. Nè, lông nè, lấy lông làm cánh. Nè, rồi bây giờ mèo mèo bắt đầu làm theo cái công thức mà tôi chỉ mèo nha. Rồi ok, làm theo công thức. Rồi bây giờ bỏ một kim cương ở trên đầu. Ủa mày mày có cái viên kim cương gì vậy? Ừ, hên quá tôi mới lấy nè. Ta-da. Ủa sao được có chín viên kim cương? Chín viên đủ xài rồi mà nói. Rồi tôi cần mấy vàng á. Vàng cũng còn có chín vàng. Ok đi làm đi. Hồi nó hết vàng rồi chị Panda bà giàu lắm mà cho thêm mèo ơi. Bây giờ mèo ăn theo công thức của tôi nè. Viên kim cương. Mày thấy viên kim cương không? Mèo để trên đỉnh ở giữa đó. Viên kim cương ở đỉnh ở giữa. Rồi là hai cái vàng ở hai bên. Ở dưới á. Ừ. Vậy hả? Đúng rồi. Rồi sau đó mèo gắn hai cái lông gà vô nè. Hai cái lông gà vô nè. Đó. Đó. Rồi mèo bây giờ mèo mới bắt đầu bỏ cái bụi tiên vô nè, cái bụi tiên đương vô nè. Đó. Bỏ trên á. Trên. Rồi. Wow. Đó, cái cánh đó. Được cái cánh này nè chị Panda. Rồi giờ mèo đưa cho tôi trước. Gà. Không được, tôi phải thử chứ hết sao lại đưa cho em. Mèo mèo mà thử là coi chừng không có tác dụng á mèo ơi. Tôi thử tôi mới có tác dụng. Đưa đây. Đưa cho em hả? Ừ. Sao tôi là người chế ra mà phải cho tôi đeo. Để tôi hỏi ông. Ê ông trời ơi, cái này xài sao? Dây, gắn lên lưng đi hả? Ừ được rồi, gắn lên lưng nè. Gắn lên lưng. Trời ơi, đẹp ghê luôn ta. Dạ sao tôi bay không? Đẹp quá. Dây, mày chạy bắt chớn rồi mày bay hả? Rồi. Rồi chạy bắt chớn đi rồi. Bay. Bay đi. Có bay được đâu nội, sao hả? Bay bằng niềm tin à. Ông nói là mình phải chạy bắt chớn xong mình phải niệm một câu thần chú nữa. Ông trời đẹp trai. 1, 2, 3, ông trời đẹp trai. Wow. Tôi lên cho ông đi nghe ông trời. Tôi lên cho ông trời nè. Hồi nóng quá tôi bay xuống rồi. Nóng quá, nóng quá, tôi lại gần ông nóng quá. Ê hút, ông đang rơi. Thả rơi xuống, rơi xuống, rơi xuống, rơi xuống. Thấy hết rồi, hết rồi. Vui quá, đưa đi tôi, đưa cho tôi. Đó, đúng rồi, đúng rồi. Rồi. Rồi, đọc con thần chú hiệu nghiệm con đi. Ông trời đẹp trai hả? Ừ. Chuẩn bị chưa? Rồi, rồi, tôi đang dò mèo nè. Bắt đầu mèo ơi. Ông trời đẹp trai. Ui. Ôi, cái gì mà bay xài đi đắt làm vậy? Ôi, ê, lộn được hả? Ôi. Ê, mày bay đã luôn nè. Trời ơi, mèo bay bút trên trời luôn. Đâm vô gốc cây luôn rồi. Trời sao khó. Bay về đây mèo ơi, bay đi luôn rồi. Tôi đang đi đâu vậy ta? Ê biết mèo. Ui da. Mèo làm cái gì vậy? Mèo đang đi về nơi xa rồi, quánh về. Trời. Trời ơi, ủa tôi bay đâu hả? Mèo bay đâu vô rừng rồi mèo ơi. Tên đọt cây kìa. Xuống đây nè. Ủa tôi bay gì kỳ vậy hả? Xuống đây. Ê, ui. Bay né mấy cái cây ra. Dễ hơn nè. Bay xuống đây mèo, bay xuống đây. Từ đây tôi đáp xuống từ, đừng thôi tôi. Rồi, đáp xuống mèo ơi. Cái này ghê quá. Ủa mèo đáp kỳ á. Ai biết đâu. Đâu chịu đáp đâu, nó vậy đó. Sao mèo tôi đáp đẹp lắm, sao mèo đáp nghe ngu như vậy? Được cái cánh đây. Tôi đâu có biết đâu. Ê, ông còn nói trong lỗ tai tôi là mày còn làm được nhiều cái cánh lắm đó. Làm được nhiều cái cánh lắm hả? Nè, cánh là chả nè, thôi, bay gớm quá. Này, cho chị Panda đeo đi. Nè, chị Panda, đeo đi cho vui đi. Bánh rồi, nha. Làm tiếp mèo ơi, tôi chỉ mèo tiếp nè. Làm tiếp hả? Đâu, làm gì nữa? Bây giờ mình phải, ổng kêu mình á đi kiếm mấy con dơi chặt đi. Con dơi? Để làm cánh dơi á, đẹp lắm á. Đi kiếm dơi nè, tôi biết ra đâu có nhiều dơi nè. Có bao nhiêu loại cánh vậy? Có nhiều lắm. Nhiều là bao nhiêu mới được chứ? Thì thật là nhiều cánh luôn. Thì tại sao mày không tìm hết nguyên liệu? Chị sao xuống đây? Kiếm tức là mình chặt con gì rồi mình làm được cái cánh đó. Cái hầm của mình dơi nhiều lắm. Mày hả? Rồi kiếm được máu dơi nói với tôi nè, có cái bình máu dơi á. Chặt đi. Cái bình máu dơi nè mèo. Mẹ rớt được cái gì của con dơi nè. Đâu rồi? Nè. Đây có cái bình nè, lấy đi. Đó. Kìa đây nữa nè mèo ơi. Rồi hết rồi, kiếm chiếc kim đi, kiếm chiếc kim. Rồi bây giờ mình cần cái viên emerald màu tím á. Nè, tôi có emerald màu tím này ông giữ mà. Mình cần một viên emerald màu xanh nữa. Viên emerald màu xanh, chị bắt đem emerald không? Bây giờ có. Mèo ơi, vô kiếm trong rương có bột quỷ lửa không? Lấy luôn nghe mèo. Bột quỷ lửa, có. Có không? Có túi mật với lại bột nhộm không? Túi mật có nè, bột nhộm cam được không? Bột được, được, cam. Được, ê, được. Bột xương được không? Có bột nè. Không, cần bột xương. Không cần. Rồi có rồi. Có gì biết đủ cho ta. Rồi. Chắc đủ rồi đó mèo ơi. Rồi làm gì giờ? Làm gì nữa giờ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục làm những cái cánh tiếp theo nha. Ok. Bây giờ mèo cũng làm công thức y chang vậy, mèo để vàng, kim cương với vàng trước đi. Bỏ kim cương với vàng vô trước. Kim cương ở đây, vàng ở đây. Rồi sao nữa? Bây giờ mèo bỏ cái mèo muốn làm cánh dơi mà bỏ hai cái máu dơi vô. Máu dơi. Ừ. Ở trên này phải không ta? Đúng rồi. Rồi cái này bỏ trước. Ai da, cánh dơi nè. Rồi cho tôi đi. Rồi cho tôi cánh dơi nè. Đó. Tôi nè, tôi là Batman mà. Batman đâu đây vô. Wow. Ôi, đệ tử đấy sợ gì? Không, là đệ tử Batman. Ông trời xấu trai. Bay lên. Wow, vậy cũng được đó ta. Được đó hả? Ôi, đáp cái trong
cun ngầu ơi, đáp cái cun đáp, ngầu đáp. Ơi. Cun ngầu không? Ờ, từ từ bay lên nè, tôi bay lên cho tôi cắm đầu xuống nè nghe. Trời ơi, đáp xuống, đáp xuống. Ngầu chưa? Ngầu không? Ngầu không? Ngầu, ngầu, ngầu. Nè coi tôi nè, chạy 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 chạy. Bay. Ngầu luôn. Ê chạy cũng bay được luôn á. Chạy bắt chớn lên bay luôn. Nè đáp xuống nè nghe. Ush. 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 Rồi cắm đầu, cắm đầu. Tôi quánh vô mặt bà Banda cái tôi mới tôi bay tới. Quánh vô mặt bà Banda, quánh vô mặt bà Banda. Quánh đâu có được mà đâu. Sao vậy? Sao quánh mà không được, bà né cái gì vậy? Ừ. Chạy trốn. Chạy nữa bà né không luôn kìa. Không đánh được bà luôn á. Tôi đập bà cái mới được. Chạy hả? Chạy hả? Chạy hả? Ôi. Té chết rồi, té chết rồi. Bay lên tiếp nè, nói thấy không? Rồi được rồi, được rồi, xuống xuống luôn. Ơi ơi ơi. Bay không được. Ba vòng như mấy con rùi quánh chị Banda này thấy không? Hết này cầm thì phải kiếm nên là tập chết rồi Banda nè, đá xuống nè. Được rồi xuống. Ủa sao đá được hay quá hả? Thì tôi bay xong bỏ bay chứ cái gì đâu. À không bay nữa mình sẽ đá. Á sao quýnh như mạng ta. Rồi. Đá xuống. Chế gì nữa ta, hết còn gì nữa. Giờ mày muốn làm cánh cánh tiên bướm không? Ừ muốn muốn thích cái đó. Bây giờ á mèo làm công thức cũ đi rồi tôi chỉ cho tiếp nè. Công thức cũ hết vàng rồi. Hết vàng chị Banda xì vàng ra. Xì vàng ra. Công thức của mình là chị Banda xì vàng ra. Đây xì vàng đâu không em tới kiếm em chặt chị á. Rồi 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 có vàng rồi đủ vàng rồi. Rồi rồi bây giờ làm theo công thức đi. Cứ theo công thức. Công thức là như vậy. Cha. Biết công thức không? Giờ hồn không? Không rồi, rồi, tôi làm cho. Bây giờ mẹ bỏ cái túi con mực thú quắc không? Túi mực rồi. Rồi bỏ bên tay trái. Tay trái. Rồi còn lấy cái bột nhậm vàng á bỏ bên tay phải. Ủa tôi có bột nhậm cam à. Ờ cam cũng được nữa nếu mà bột nhậm cam này ra cánh rồi, cam. Rồi bỏ cái thằng say này vô. Rồi. Wow. Đó. Wow. Ủa cái đẹp thiệt luôn. Ủa cánh dơi nè. Ủa cánh dơi. Ê cánh này đẹp quá. Cánh dơi nhìn xấu quá. Ủa hồi nãy em làm cánh rồng mới được. Cánh rồng bên đờ á. Mèo bay thử mèo ơi. Ok bay hả? Bay. Bay lên bay lên. Wow. Bay luôn rồi. Tôi bay theo mèo nè mèo ơi. Đâu đâu đâu. Nè 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 tôi sau lưng mèo nè. Ủa cánh mèo bay lẹ thiệt á. Cánh tôi bay chùm rì vậy. Đúng rồi cái cánh hình như càng nó càng mỏng nó quạt càng nhanh hay sao. Ủa tôi bay được theo mèo nè. Mình cứ như cặp tình nhân đang bay với mèo. Tào lao ghê. I can show you the world. Hút hút lách hút lách hút. Lách nè lách vô nè lách vô. Đó, lắp vô nè. Vô. Bay vô lùm cây đúng không? Vô. Rồi, bay vô bị lùm luôn mèo ơi. Chúng bị lùm với tôi mèo ơi. Vô bị lùm, vô bị lùm. Đó. Rồi. Đó, lộn nè. Chưa. Chị Banda bay không được rồi, tội nghiệp chị Banda quá. Chị Banda có bay hả? Ừ. Bà có biết bay đâu? Không bay được. Bay bay mèo ơi. Bay về nhà mèo ơi. Về chị Banda. Về chị Banda đi chứ không để bà buồn nữa mèo ơi. Tôi bay cho mèo nè. Thấy không bay kìa. Cánh này đẹp lắm. Thấy hút. Tôi để nha. Hình như cái cánh này mình bay lên được luôn nè. Thì bay lên được mà. Mình lặn xuống mình bay lên được luôn. Được, đâu nó đâu phải như cái cánh bình thường đâu. Này mình đập cánh mình bay mà. Rồi bỏ bay mèo, bỏ bay đằng đáp xuống mèo. Bỏ bay. Không bay được, đáp xuống. Ai da, đáp được rồi. Ờ, bả buồn quá mà nằm yên chỗ luôn rồi kìa. Tội nghiệp chị Banda quá. Chị Banda sao vậy chị Banda? Sao chị bay hết. Cần gì chị đâu cần bay đâu, chị làm người thường được rồi. Mèo tiếp tục mèo. Nè. Vậy chị Minh Quả rồi hả? Bây giờ á, tôi muốn làm cái cánh con rồng. Cánh con rồng. Ừ con rồng á. Mèo có cái cục này nè, mèo làm giùm hút cái cánh này đi. Rồi, được rồi. Mèo rồi. Mèo làm theo công thức đi. Cánh nó xài cái gì với cái gì vậy? Có emerald, chị Banda móc emerald ra cho em đi chị Banda. Giờ chút cho chị bay đi rồi chị cho. Không, không chị bay luôn. Em dạ. Em có dạ. Emerald rồi, em có emerald rồi. Ok, chị Banda nè, chị Banda cho emerald nè. Thôi, ngồi dạy cho bye bye đi hút. Dạy cho bye bye hả? Thì chị phải tập trung, chị phải có một cái linh hồn trong khiết thì chị mới bay được. Phải có tinh hồn trong sáng mới bay được. Ừ. Rồi mèo làm theo công thức cho mèo. Hả? Ừ, chị nghĩ là mình vui vẻ lên là chị bay được. Chứ chị đừng có suy nghĩ là thằng hút phải chết, thằng hút phải chết. Chị mà cứ suy nghĩ thằng hút phải chết là chị không bay được. Bây giờ mèo nhét cái cục màu xanh ở bên trái, cục màu tím ở bên phải. Rồi theo công thức. Wow. Chưa? Rồi xong rồi đó. Tào lao ghê không? Tôi theo công thức rõ ràng. Rồi đưa đây. Thay cánh vô thử ra, phải để tôi coi. Ê, cánh của tôi mà. Má, tôi coi nó ngầu cỡ nào cái. Cánh của tôi mà. Hơ, sao cánh mèo lấy cánh của tôi. Rồi, thay giùm trả nè. Ngơi với cây cơm. Ủa đâu rồi ta? Hút. Rồi. Hút, ông lấy cái cánh chưa? Rồi, giờ ba giờ khóc luôn. Đó. Mèo coi tôi đẹp trai mèo. Mất ướt thiệt chơi. Wow. Nhìn y như thằng chết vậy á. Đẹp quá. Nhìn giống thằng chết không? Banh cánh ra tôi coi, banh cánh ra tôi coi, banh cánh ra. Nè để tôi banh cánh ra cho mày coi nè. Đó. Thấy chưa? Trời ơi sao mà tay nhức đầu với ông quá nghe hết. Vừa phải nè. Sao mà banh cánh được, bay mới banh ra được chứ bà nội. Nè cánh nó có như đây nè, tôi bay lên cho mày coi nè. Wow. Đó. Nè tôi đậu đưa tôi đứng yên trên không nè. Đó đúng rồi. Wow, đẹp quá. Thấy không? Đẹp một không? Một kiệt tác của tay tôi đã tạo ra được cái cánh. Bởi vì giờ tôi có cánh này tôi bay lên là đã rồi ha. Đủ lắm, đủ cánh mèo. Bay đi luôn đi, đừng đập vô bắn mặt mèo cái tôi bay lên nữa nè. Mèo mèo. Mèo. Tôi có kiếm nè. Bay tiếp nè, nó được hay mèo. Hứi.
Ui, nè, ok luôn vậy. Thôi, chiến đấu. Không, tụi bay tôi lượn, tôi chặt mèo thấy không? Chiến đấu, thấy không? Chiến đấu, chiến đấu trên không. Thôi, 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 thôi. Ủa, chiến đấu trên không hả? Thôi tự ngờ hai người chiến đấu. Thôi, mèo vô đây, mèo. Vô đây, mèo. Vô đây, mèo. Thôi, vô đây, vô đây, vô đây. Trời ơi, mèo ơi, vô đây lấy máy bay mà quýnh lộn nhau vậy. Mèo à, mèo. Ôi, khó hả? Mèo vô đây, đứng yên, đứng yên, vô đây. Khó đầu, khó đầu. Mèo, 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 thôi ơi, nãy giờ bay quýnh mình không đã mèo ơi, bay xuống đây chặt chị Panda cái mình bay lên mèo. Dứt nè, vui lắm á. Rồi á, bây giờ mèo mày muốn làm cái cánh đẹp hơn không? Muốn. Giờ á chúng ta hãy thử làm cái cánh cánh rồng mà làm lửa đi mèo. Cánh rồng lửa. Ừ, cánh lửa đẹp lắm á. Cách nào làm đây? Cách nào mày làm có một quỷ lửa đó không? Có chứ. Rồi làm cái công thức, công thức bỏ hai một quỷ lửa hai bên. Chị Panda xì dần ra. Chị Panda xì dần ra. Chị Panda phải. Lúc đấy sắp sát vô xin vàng thì tức. Hôm nay cho em mượn đỡ đi, bữa nào em đi mai em trả lại cho đó mèo. Làm gì dữ quá à. Chị Panda đây không giữ mấy bạn, mấy bạn chị Panda nhiếp này. Ôi, chặt bà cho bà chết đi. Một lửa đúng không? Nè. Rồi. Nè chị Panda cho chị cái cánh con xin bướm của em nè, trời nó sắp hư luôn. Rồi cho bà đồ cho đi. Mèo ơi, đó toàn là đồ. Mèo bay thử mèo. Cánh rồng lửa. Lên. Wow, đẹp quá vậy. Wow. Wow, cánh rồng lửa sáng ghê luôn á. Đẹp chưa? Đẹp. Wow. Cho tôi chơi với. Cho mẹ chơi với. Không cho. Ui dạ, rồi tắt. Cho mẹ chơi với. Chứ cho tôi cái cánh đen thùi vậy. Thôi, ông rồi cái cánh nó được rồi đấy. Đấy, cái, mẹ biết cái cánh này tên là gì không? Tên gì? Cái cánh của người xấu xa. Hả? Cái cánh của tôi tên là cái cánh của kẻ xấu xa đó. Cái cánh của tôi tên gì vậy? Là cánh lửa. Cánh lửa. Ừ, nhìn nó như lửa vậy, đẹp không? Chị Panda muốn bay. Cánh của rồng lửa. Chị Panda bay nè. Bay. Ui dạ. Bay đúng không? Chị bay không được. Chị nhắn EG á. Chị đứng lên đại vô duyên quá, người ta đang hướng dẫn hà. Chị đứng phải trèo lên đây đứng đó hả? Rồi. Rồi. Chị nhảy lên cái bấm R u da rồi xong luôn. Nhảy lên cái bấm R u da. Sao nó xà xuống, nó xà mặt xuống đất không à. Rồi, bà nhìn lên trời bà nội. Bà đứng bà quạt cánh được kìa. Rồi cố lên chị Panda ơi. Nè đây đây em giúp. Ủa? Chị ha. Nè đợi đợi chị Panda chờ em xíu. Để coi chị có khả năng bay không, chờ em xíu nha. Thôi khỏi luôn. Nè rồi xong bay đi. Bay đi. Chị nên tập bay chị Panda. Chị nên tập bay đi. Để giúp chị Panda lần nữa nha. Không bay được. Bay đi, đập cánh mạnh lên, đập cánh đi. Rồi xong. Được. Chị nhục nhã quá vậy. Cố lên chị Panda, đập cánh đi. Bà đập cũng nát cái cánh luôn. Rồi cố lên chị Panda một lần nữa. Rồi, em đang đâu rồi? Hết. Được chưa? Rồi thấy rồi kìa bạn. Bà Panda. Trời ơi, bà xuống như một vị thần luôn. Bay lên chị Panda. Rồi xong. Chết rồi kìa. Mèo ơi. Bay như một vị thần luôn. Mèo ơi. Tôi trên trời tôi đáp xuống nè, tôi trên trời tôi bay xuống. Tôi tung cánh như một vị thần. Rồi xong. Mà Panda mà đáp xuống. Cuối cùng là bả không bay được mèo ơi. Sao bao cố gắng, sao bao vất vả mà tôi làm ra thì chị Panda vẫn không bay được. Tại bả đứng đi, bả đập cánh kìa, bả con ngầu. Bả đập cánh tôi hay quá vậy. Bả ngầu quá mà bay được mà. Thôi đi bộ đập cánh cho nó ngầu chị Panda ơi. Ủa hết. Ngoài mấy cái cánh này ra còn cánh gì nữa không? Hết rồi hả? Ừ. Còn mấy cánh đó đó. Có cánh nào mà làm từ những cây bông không ta? Có đó. Nè, mẹ biết mẹ thử bứt bông này với bông này coi, có ra bông gì, bứt cánh gì. Bông hả? Okay, bứt nhiều nhiều bông vô. Rồi chế tạo cánh bông coi có ra cánh bông không? Chế tạo cánh bông tôi lấy mấy cây bông tôi nhét vô thử ha. Đó, mèo thử coi nếu mà ra được cái cánh bông á thì cái cánh này do mèo tự chế tạo á chứ này tôi cũng không biết nữa. Tôi cho cái bông màu trắng với cái bông anh Túc đi. Nó cũng ra thử bông kia coi. Để chỗ nhau sao? Không được. Không được luôn. Là như có cánh bông. Cái bông này. Gì hả? Ui, có cái cánh nè. Đâu. Nè, cánh kìa. Để tôi đeo cho coi cánh này đẹp không? Đó. Trời ơi, cánh nữ tính quá đi. Trời ơi. Thôi, lọc cho tôi đi, Nè. Cánh này nhìn ngộ quá ta. Cánh của Tinkerbell hay gì đó. Không phải đâu. Cánh này, ui da, phải tháo này ra. Cánh này có tiên bông hay gì nè. Mấy con tiên không chứ mình bắt cái mèo ơi. Ừ đúng rồi, hình như cái cánh nó nhỏ nhỏ vậy nè đúng không? Ừ đúng rồi, mèo bay thử ra được không? Được không ta, được không? Được kìa. Được, phải được. Ơi đã vậy. Ui, trời. Tôi bay với. Hả? Nè. Thôi nào, bay chung với mèo với. Nè. Sướng nè. Bay theo người dấu yêu. Sướng nè. Wow. Ê, hút lên bay chung tôi, hút. Nè, tôi đang bay nè. Đó, bay ngang ngang nè, Lên đây. Giống trong phim Disney tình cảm á mèo. Đó. Thôi chị đi về đây luôn nè. Thôi chị về đi, không ai chơi gì đâu. Tàn nhẫn thiệt. Ôi lâu. Em với mèo đang hạnh phúc rồi, chị bên đây. Chị em, Panda bay không có được. Em về với chị đây chị Panda ơi, em về với chị nè. Nè đi về đi. Rồi. Đi về nè, về rồi. Em canh được em đáp cái nè. Quýt, đừng lủi vô đầu chị nha. Dạ, ồ mình ngầu quá, ai cũng đẹp trai đẹp gái hết mà có chị Panda là không biết bay. Bay không được thì ờ chị cũng đẹp thôi nhưng mà chị không biết bay. Rồi bà khổ quá. Hai cái này vô đi. Rồi. Thế thì
clip chế tạo những chiếc cánh xinh đẹp của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Và nếu như mọi người thích clip này thì đừng quên nhấn like và sub cho mèo với cả team của mèo nha. Và mọi người đừng quên share clip này của mèo với chế độ công khai để mèo có thể thấy bài đăng của các bạn và comment thả